Hạt Dẻ, con gái thứ hai của Quyền Linh, tung ảnh khoe vi rùa đẹp hết nấc, chẳng kém cạnh chị cả. Con gái út nhà Quyền Linh đã sở hữu chiều cao ấn tượng cùng nhan sắc xinh xắn, khiến cư dân mạng không ngừng suýt xoa khen ngợi. MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo kết hôn vào năm 2005 và tới nay vẫn là cặp đôi viên mãn hạnh phúc đáng ngưỡng mộ trong showbiz. Vợ chồng nam MC đã sinh được hai cô con gái là Lọ Lem, tên thật là Thảo Linh, và Hạt Dẻ, tên thật là Thảo Ngọc. Nếu như Lọ Lem được gọi là hoa hậu tương lai thì Hạt Dẻ cũng được dự đoán là gương mặt đáng gờm trong làng mỹ nhân chứ chẳng đùa. Cũng vì vậy nên mỗi khi xuất hiện, cô bé cũng luôn gây sốt với những khung cảnh đẹp nức lòng. Trong khi Lọ Lem mang nhiều nét đẹp của mẹ thì Hạt Dẻ lại chính là bản sao của bố với nét lai tây, nụ cười và đôi mắt to tròn có chiều sâu cuốn hút. Cô nàng còn có đôi má lúm đồng tiền cực kỳ duyên dáng khiến ai nhìn cũng thích mê. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp đáng yêu, Hạt Dẻ còn có chiều cao vượt trội. Cô nàng từng tiết lộ đã cao gần 1m7 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Qua những hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, người hâm mộ dành nhiều lời khen bởi Hạt Dẻ càng lớn càng xinh. Trước đây cô bé được nhận xét mang nét đẹp cá tính sắc sảo, năng động hơn chị gái Lọ Lem, nhưng gần đây mỹ nhân Gen Z đã trổ mã, cũng có lúc nữ tính, dịu dàng và biết làm điệu. Mới đây nhất trên story Instagram cá nhân, con gái Quyền Linh là Hạt Dẻ cũng đã đăng tải những khoảnh khắc mới nhất và lập tức gây bão. Có thể thấy khi diện trên mình một bộ váy màu đen, phối cùng tóc xoăn và hai chiếc nơ, Hạt Dẻ đã khoe được vi rùa chiếm trọn điểm 10. Bên cạnh đó, gương mặt thanh tú trong mọi đường nét cũng khiến cư dân mạng phải suýt xoa và khen mãi không ngớt. Với nhan sắc không kém cạnh chị gái mình, Hạt Dẻ cũng được nhận xét rất có tương lai làm hoa hậu. Ở thời điểm hiện tại, cô bé vẫn đang chuyên tâm cho việc học hành. Mỗi lần tung ảnh khoe nhan sắc, con gái Quyền Linh lại nhanh chóng giật sạch spotlight trên mạng xã hội. Vì thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ nên càng ngày, Hạt Dẻ càng khiến bao người phải đặt gạch vì quá xuất sắc. Trước đó, Lọ Lem đã gây sốt mạng xã hội trong loạt ảnh diện áo dài. Cụ thể, doanh nhân Dạ Thảo đăng tải loạt ảnh con gái Lọ Lem trên trang cá nhân. Kèm với đó, bà xã MC Quyền Linh viết, Lọ Lem ngẫu hứng thích chụp bộ ảnh với áo dài trắng, thấy là con gái lại mặc áo dài của mẹ Thảo. Loạt ảnh này nhanh chóng gây bão khắp các diễn đàn mạng xã hội bởi nhan sắc xinh đẹp rạng ngời. Trong một số khoảnh khắc, dân mạng ví Lọ Lem như bản sao của mỹ nhân Trương Bá Chi. Nhiều người kỳ vọng trong tương lai cô bé sẽ tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Nhắc về con gái, doanh nhân Dạ Thảo và MC Quyền Linh nhiều lần không giấu được niềm tự hào. Bà xã nam MC từng tâm sự, Thảo tự hào khi biết rằng con ngày càng tự tin và mạnh mẽ. Ai cũng tấm tắc khen Lọ Lem lớn lên vững chãi nhanh nhẹn như Thảo ngày xưa vậy. Trong khi đó, ông Mai của bạn muốn hẹn hò nói về con gái, tôi chỉ muốn con mình lớn lên một cách tự nhiên nhất, nhưng thật sự rất khó vì là con của người trong showbiz, không lẽ mình không khoe con. Mỗi khi đăng tấm hình của con, mình rất hạnh phúc nhưng vô tình tạo áp lực cho nó. Nhưng hạnh phúc của mình là được khoe con, mình chỉ mong muốn vậy thôi. Hiện tại, hai ái nữ nhà Quyền Linh đang theo học tại trường quốc tế có học phí đắt đỏ nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nên Lọ Lem Hạt Dẻ rất thông thạo ngôn ngữ này. Thậm chí khi ở nhà, hai chị em cũng là phiên dịch bất đắc dĩ cho Quyền Linh nếu cần. Tại trường, Lọ Lem Hạt Dẻ rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng năng khiếu như học đàn piano. Đặc biệt là chị cả Lọ Lem còn có khả năng ăn nói khéo léo, lưu loát và từng làm MC cho các chương trình ở trường. Theo chia sẻ của Quyền Linh, bé Lọ Lem từng bày tỏ ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang hoặc một họa sĩ. Nam MC nói anh thật sự rất muốn hướng con theo đường đó chứ không muốn con vào showbiz. Vợ chồng Quyền Linh ít khi nuông chiều các con, thay vì mua những món đồ đắt tiền, anh ưu tiên chọn những món hữu ích, giá cả hợp lý để dạy con quý trọng đồng tiền.